đang theo dõi chuyên mục Tiếp sức em đến trường của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, đồng hành với những khó khăn của các em học sinh vùng cao của huyện Hà Quảng, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ kể với quý vị và các bạn câu chuyện về cô học trò hiếu học Nông Thị Minh Thư, học sinh lớp 5, trường tiểu học Kéo Yên, huyện Hà Quảng. Trường tiểu học Kéo Yên thuộc xã Lũng Nặm, một trong những xã vùng cao biên giới của huyện Hà Quảng. Trường được xây dựng kiên cố từ năm 2000, đáp ứng nhu cầu dạy và học của thầy và trò nhà trường. Tuy nhiên, phần lớn học sinh là dân tộc Nùng, gần 80% các em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, nên đời sống các em còn nhiều những khó khăn thiệt thòi hơn so với các em ở vùng đồng. Tuy nhiên, không vì thiếu thốn về vật chất mà các em chảnh mảng việc học tập. Nhiều năm qua, trường luôn có nhiều em học sinh khá giỏi. Một trong những tấm gương sáng về nghị lực vượt khó học giỏi đó là em Nông Thị Minh Thư, lớp trưởng lớp 5A. Mồ côi cha, cuộc sống vô vàn khó khăn, nhưng bản thân Minh Thư đã vượt qua nhiều thử thách, đạt danh hiệu học sinh khá giỏi 5 năm liền. Trong một năm qua, chủ nhiệm lớp 5A, được phân công chủ nhiệm lớp 5A thì em Thư thì ngoan. Với lại em thì có ý thức học tập rất là tốt. Với lại khi mà đến trường ấy thì em, cô giáo giảng bài ấy thì là em tiếp thu bài tốt này, nhanh nhẹn. Ở trong lớp thì phát huy xây dựng bài rất là tích cực. Đa số thì em là lớp trưởng. Là lớp trưởng thì em cũng cùng các bạn ở trong lớp ấy thì là giúp đỡ các bạn học tập. Ấn tượng về em Thư thì nói chung là em cũng nhanh nhẹn đi làm những cái công việc của hoạt động này. Các hoạt động thì em tham gia cũng rất là tích cực. Một số bạn ở trong lớp ấy thì là cũng chưa được nhanh nhẹn, cho nên là em cũng giúp đỡ bạn ấy. Theo chỉ dẫn của cô giáo chủ nhiệm, ekip thực hiện chương trình đến thăm nhà của em Minh Thư tại xóm Phía Đó, xã Lũng Nặm, mới hiểu hết cuộc sống gian khó mà em hàng ngày phải trải qua. Bố mất năm 2019 vì tai nạn giao thông. Đây là cú sốc lớn đối với gia đình em. Và đó là nỗi bất hạnh tột cùng của tuổi thơ Minh Thư. Bố qua đời quá đột ngột, ngôi nhà sàn đã từng đầy ắp tiếng cười nói, ngập tràn hạnh phúc của ba thế hệ cùng chung sống. Thì nay đã vắng bóng hình người đàn ông trụ cột của gia đình. Giờ chỉ còn mẹ Minh Thư gánh vác mọi việc, chăm sóc ông bà và hai con thơ dại. Để có tiền trang trải cuộc sống gia đình, mẹ của Minh Thư đã đi làm công nhân tại khu công nghiệp. Hai chị em Thư ở nhà với ông bà nội. Cô bé mồ côi chỉ mới học lớp 5, cố gắng làm mọi việc trong gia đình để giúp ông bà. Ông bà cũng cao tuổi, sức khỏe yếu, nhưng cũng cố gắng chăm sóc các cháu và làm việc đồng áng để động viên các con, các cháu. Mỗi khi mẹ đi làm thuê, dù rất nhớ mẹ, nhưng Minh Thư với vai trò là chị gái cả, luôn cố gắng thay mẹ nhắc nhở em học bài. Thầy mẹ động viên bảo ban em để mẹ yên tâm đi làm xa nhà. Anh mất là tháng 5 năm 2019 ấy. Là anh, lúc anh mất là anh đang đi học ở trung tâm chính trị là Hoàng Đình Dông ở Cao Bằng ấy. Là anh lên xã ấy, là từ xã đi về trường ấy là anh bị ngay giữa đường luôn. Anh mất xong là mấy mẹ con vất vả lắm. Bao nhiêu việc đi, việc nặng việc nhẹ là đến chị hết ấy. Cả tài chính các kiểu ấy, còn anh là chị không cần phải lo nghĩ những vấn đề đấy. Nên là bây giờ chỉ còn biết nương tựa vào với ông bà, với các con. Vất vả về mọi mặt đó. Nếu mà về tài chính những khoản nào nhiều ấy thì có thể chị chỉ biết là vay mượn anh em họ hàng trước ấy.
không biết kiếm nguồn thu nhập ở đâu ấy, chỉ biết trông chờ vào bán ngô như này thôi. Thì cái lúc mà chị năm ngoái chị làm công ty thì có phải là do là khó khăn quá mình phải đi bỏ các con để lại để đi làm không? Vâng, khó khăn quá. Thế làm cũng gần Tết rồi, mọi người họ thì có tiền sắm sửa các kiểu mua đồ cho con ấy, mình thì không biết trông chờ vào đâu, cũng hết vụ mùa ấy thì chị để con lại với ông bà ấy, thì chị đi 1-2 tháng. Về có ít trang trải qua Tết cho con. Niềm lo lắng của mình là lo lắng sợ con bị ốm yếu ấy. Thì ông bà già thì không ai trông. Với lại đi học thì cũng không ai đưa. Nỗi sợ nhất của mình là sợ những lúc con bị ốm đau thôi. Với lại kinh tế của mình thì nuôi lợn cũng không được, dịch bệnh nữa thì nuôi cũng chết. Không biết là kiếm nguồn thu nhập ở đâu ấy, lo lắng về vấn đề tài chính. Cố gắng thế nào cũng đều nghĩ vì con thôi, miễn sao là mong cho con ngày con lớn khỏe mạnh ấy, học giỏi là chị vui rồi. Khó khăn như thế thì động viên các em học tập như thế nào ạ? Động viên các con là mẹ vất vả rồi, các con phải cố gắng học thật giỏi để sau này lớn lên thì để cho mẹ đỡ vất vả ấy. Có công ăn việc làm thì càng tốt, nhưng mà con cứ cố gắng học. Miễn là con học giỏi, học được bao nhiêu mẹ cũng vất vả với nhau, cũng cố gắng làm ấy, để cho con đi học ấy. Để có góc học tập đúng nghĩa, lúc bố Thư còn sống đã mượn của phân trường để hai chị em Thư được ngồi học đúng tư thế. Bố của em rất chăm lo cho cuộc sống của gia đình, đặc biệt là việc học tập của hai chị em Thư. Ánh đèn đã thắp sáng từng con chữ giúp em có thêm niềm tin, vững bước trên con đường học vấn. Hàng ngày, ngoài giờ lên lớp, ở nhà Thư giúp mẹ một phần trong việc quán xuyến việc nhà. Lúc rảnh rỗi, em còn giúp mẹ thái chuối, nấu cơm. Với em, những khó khăn gian khó đó chính là cách để em rèn luyện bản thân, vươn lên bằng chính sức lực của mình. Đặc biệt để không phụ lòng mong mỏi của ông bà, của mẹ, thầy cô, em luôn cố gắng rèn luyện học tập tốt và trở thành một tấm gương tiêu biểu chăm ngoan học giỏi. Lúc kia là lúc bố bị tai nạn ý, em vừa mới đi kết nạp đội về, muốn khoe với bố nhưng mà vừa biết là bố đi bệnh viện thì em khóc, em buồn. Lúc bố còn thì bố thường xuyên rất là chụp em với mẹ đi chơi. Xong bây giờ thì hiếm khi mẹ được đi chơi. Thế lúc bố mất thì mẹ cũng vất vả hơn, thấy mẹ vất vả hơn nhiều như thế nào? Mẹ vất vả, mẹ phải chăm thường phải tranh trải gia đình nữa. Mỗi lần mẹ đi làm về, đi làm công nhân xa ấy, em ở nhà thì tự giác học tập và bảo em học tập như thế nào. Mẹ em đi làm xa, em nhắc nhở em của em phải học tập thật giỏi. Em của em mỗi tối em của em ngủ với em của em bảo là em nhớ mẹ để ít. Không để em của em đi nào. Rồi em mà phải luôn vào mấy ngày nữa mẹ về. Để bản thân em còn nhớ mẹ không? Có. Nhà mình bản thân mình cũng rất là nhớ mẹ nhưng vẫn phải dỗ dành cả em nữa đúng không? Ừ. Ước mơ của em là gì nhỉ? Ước mơ của em là
Sau này em phải học thật giỏi, em muốn làm công an, một cô công an. Để hoàn thành ước mơ và nguyện vọng của em phải học thật giỏi, vâng lời thầy cô giáo và mẹ ông bà. Vâng, thưa quý vị và các bạn, để cùng chia sẻ với những khó khăn của gia đình em Nông Thị Minh Thư thì ngay sau đây, đại diện Hội Khuyến học tỉnh Cao Bằng sẽ trao số tiền học bổng là 2 triệu đồng trích từ quỹ của Hội Khuyến học tỉnh Cao Bằng và Hội Khuyến học huyện Hà Quảng trao cho em ạ. Dạ, xin mời các cô ạ. Và tiếp sau đây sẽ là số tiền học bổng của Viettel Cao Bằng trao cho em ạ, 1 triệu đồng ạ. Vâng, xin mời anh Tập ạ. Xin cảm ơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, có lẽ bởi vậy mà khi đến với mỗi gia đình của các em học sinh thì chúng tôi đều cảm nhận được những khó khăn vất vả của các em hàng ngày phải trải qua và thực sự là rất là khâm phục cái ý chí và nghị lực của các em, bởi vì dù còn rất là nhỏ tuổi nhưng các em đã rất là mạnh mẽ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và để mạnh mẽ vươn lên trong học tập, trở thành gương sáng cho các bạn trong lớp và trong trường học tập và noi theo. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Tiếp sức em đến trường của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng xin được khép lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.